しょ。そんなの知らない。Hey, xin chào cả nhà. Không quá khó để nhận ra đây là tập phim mới nhất của The Pokemon Movie, tập phim lẻ thứ 13, Secret of the Jungles, vào cuối năm 2020. Phần phim này giới thiệu Pokemon huyền ảo mới của Gen 8, Zarude và Shiny Celebi, và game Pokemon Go đã cùng đồng hành khi cùng ra mắt Shiny Pokemon Celebi kèm theo bộ nhiệm vụ đặc biệt để hưởng ứng ngày ra công chiếu tập phim này. Tương tự với hầu hết các bộ nhiệm vụ đặc biệt khác thì yêu cầu duy nhất là các bạn mới chơi phải đạt mốc level 5 và bộ nhiệm vụ đặc biệt có tên là Distracted by Something Shiny sẽ được mở khóa tại một special của phần nhiệm vụ. Một điểm khá thú vị là dẫn dắt xuyên suốt câu chuyện của bộ nhiệm vụ này sẽ không phải là giáo sư Willow mà chính là cặp đôi thành viên của Team Rocket, James và Jesse, bao gồm 4 bước thực hiện nhiệm vụ. Rồi, ok, bây giờ thì hãy cùng bọn mình mở khóa để xem câu chuyện của bộ nhiệm vụ này thế nào ha. Câu chuyện bắt đầu với cuộc trò chuyện của hai thành viên Team Rocket, James và Jesse, có liên quan đến một Pokemon bí ẩn trong khu rừng gần đó, được đồn là thần hộ vệ của khu rừng. Cả hai tỏ ra lo ngại do không biết rõ về khu vực này và có ý định lừa ai đó để giúp mình, và bạn xuất hiện. Có lẽ do bộ trang phục bên ngoài mà cả hai lầm tưởng bạn do Boss Giovanni phái đến để hỗ trợ đồng đội để làm trợ lý cho cả hai. Chưa gì đã sai việc bạn rồi ha. Đầu tiên là xóa 10 Pokemon bất kỳ và phần thưởng là 20 quả Ultra Ball. Thứ hai là bắt 10 Pokemon hệ cỏ bất kỳ và phần thưởng là Pokemon 274 New Leaf. Thứ ba là tiến hóa 3 Pokemon hệ cỏ bất kỳ và phần thưởng là Pokemon 546 Cotony. Hoàn thành bước 1, bạn sẽ nhận được phần thưởng tổng kết với 1000 XP, 500 Stardust và Pokemon đào đất Diddlet. Tiếp đến bước 2, với cái cách Jesse và James đùn đẩy công việc cho bạn và chờ đợi kết quả không khác gì khi xem ở trên phim, thảo mai để mà tìm cách biện hộ cho sự lười biếng của mình. Cả hai nói là bạn nên nghỉ ngơi một tí trước khi quay lại công việc cùng với thú cưng của bạn. Đầu tiên là chơi với thú cưng 10 lần và phần thưởng là một Boffin. Bạn mở giao diện và tương tác với thú cưng bằng cách xoa đầu liên tục 10 lần để hoàn thành nhiệm vụ. Khá dễ dàng vì bạn có thể tự làm được mà không cần đòi hỏi thêm điều kiện nào cả. Thứ hai là chụp một tấm hình với Pokemon hệ cỏ bất kỳ và phần thưởng là Pokemon 415 Combi. Thứ ba là cho thú cưng ăn 10 lần và phần thưởng là Pokemon 420 Cherubi. Bọn mình sẽ cho ăn chuối vì khá ít dùng tới vật phẩm này. Cho ăn hết 10 trái là bạn hoàn thành nhiệm vụ luôn. Tổng kết phần thưởng bước 2 với 1000 XP, 500 Stardust và Pokemon 127 Binsir. Tiếp đến bước 3, trong quá trình đồng hành, James liên tục hỏi bạn những câu đại loại như bạn thường đóng quân ở đâu, bạn đã tham gia Team Rocket được bao lâu rồi, bạn thích điều gì ở Boss Giovanni nhất. Bạn gần như chỉ giữ im lặng, dẫn đến việc cả hai nghi ngờ rằng ai là người đã phái bạn đến và làm sao biết được rằng cả hai đang cần trợ lý. Tuy không tin tưởng nhưng cả hai đều không cho bạn rời đi vì nghĩ bạn đã biết quá nhiều về họ, và kết thúc bằng bài giới thiệu bản thân không lẫn vào đâu được trên anime.
Đầu tiên là đánh bại James hoặc Jesse 4 lần và phần thưởng là 5 hồi sinh lớn. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bạn chờ vào 4 mốc khung giờ là 6 giờ sáng, 6 giờ tối, 12 giờ trưa và 12 giờ đêm để chờ ngẫu nhiên khinh khí cầu Mel xuất hiện. Bạn chỉ đánh 2 lần khinh khí cầu là xong. Thứ hai là thực hiện 5 cú ném Grace xoáy và phần thưởng là Pokemon 163 Hoot Hoot. Thứ ba là ấp nở 3 quả trứng bất kỳ và phần thưởng là Pokemon 547 Whimsicott dạng cấp 2 của Kotsuni. Phần thưởng tổng kết của bước 3 bao gồm 1000 XP, 500 Stardust và Pokemon 329 Vibrava. Và đến bước cuối cùng, bước 4, với giọng điệu của kẻ thất bại, cả hai tỏ thái độ bất ngờ về điều đó. Đột nhiên, Celebi, thần bảo hộ của khu rừng, xuất hiện ngay sau lưng bạn. Cả hai tiếc nuối rời đi và không quên để lại câu hứa hẹn sẽ còn gặp lại. Cả ba nhiệm vụ tự động hoàn thành và phần thưởng là 500 XP, Pokemon 043 Oddish và Pokemon 590 Fungus. Phần thưởng tổng kết bước 4 chính là 1000 XP, 500 Stardust và cơ hội bắt Shiny huyền ảo Celebi. Bạn click vào Claim Reward để bắt đầu. Tiếp đó là Start Encounter. Có thể nói cách bắt gần như tương tự nhiệm vụ A Ripple in Time trước đó, sau 3 quả thì cũng sẽ tự động vào. Ok, thành công rồi. Mình không có duyên bắt huyền ảo IV cao thì phải... Ok, sau khi bắt xong Shiny Celebi, xem như bạn đã hoàn tất bộ nhiệm vụ này. Đây là bộ nhiệm vụ vĩnh viễn trong game nên không lo bị mất đâu. Chỉ có một điểm duy nhất gây trở ngại, đó là tại bước số 3 khi phải thực hiện đánh James và Jesse 4 lần, game đã có thông báo thời gian khinh khí cầu Mel rời đi, nên các bạn tranh thủ để không sẽ khó hoàn thành được bước này đó. Những bạn mới chơi sau này cũng đừng quá lo lắng vì chắc game sẽ cho cả hai quay lại trong một khoảng thời gian cố định trong tương lai. Nhiệm vụ tuy dễ mà khó là ở chỗ đó nha. Và đây sẽ là Shiny huyền ảo duy nhất mà bạn sở hữu, không thể xóa, không thể giao dịch được, chỉ mang tính chất sưu tầm. Tiếp đến vào tháng 2 2020 sắp tới sẽ tiếp tục là Shiny huyền ảo Mel. Xem như là đã đủ bộ huyền ảo của cả Gen 1 và Gen 2 đó. Và đó là tất cả thông tin của bộ nhiệm vụ lần này. À mà đừng quên ủng hộ cho The Pokemon Movie 13 nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn đã xem video và đừng quên like cũng như là subscribe cho bọn mình. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn để lại dưới comment cho bọn mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.